Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, từ ngày 13 tháng 9 đã xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt tại kênh Daco, Hồ Hòa Phú thuộc quận Liên Chiểu. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do sau trận mưa đợt đầu, nước thải, nước mưa và bùn thải xả trực tiếp vào kênh hồ điều tiết làm thay đổi môi trường, gây thiếu hụt nồng độ oxy hòa tan trong nước, dẫn đến tình trạng cá chết. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Đà Nẵng đã triển khai thu gom xử lý hơn 13 tấn cá chết và xử lý mùi hôi. Hiện tình trạng cá chết không còn, song tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được xử lý triệt để. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV vào chiều nay. Đây là hình ảnh cá chết hàng loạt xảy ra vào ngày 13 và ngày 14 tháng 9 tại Hồ Hòa Phú và kênh Daco. Để khắc phục, ngoài việc tiến hành thu gom xử lý cá chết, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã sử dụng khoáng hóa hòa nước sạch, tạc đều bề mặt hồ và kênh, hòa loãng vôi để khử trùng và giảm thiểu mùi hôi phát sinh. Theo ghi nhận tại Hồ Hòa Phú, tình trạng cá chết không còn, mùi hôi đã được khống chế. Cũng có là bên môi trường họ cũng đang họ xử lý rồi xong xuôi hết. Họ cũng đang xử lý rồi họ cũng bơi ra rồi họ lại rác thuốc xử lý để cho chống hôi. Đó rác vôi rồi để chống hôi. Với lại cũng xử lý đỡ nhiễm môi trường. Dọc kênh Daco, kênh B18 cũng không còn tình trạng cá chết. Nhiều đoạn kênh mùi hôi đã giảm thiểu, dòng chảy được khơi thông. Song ở một số đoạn kênh vẫn chưa ngăn được mùi, cá chết vẫn chưa được thu gom triệt để. Tôi là người ở xóm này nên tôi thấy cái môi trường ở đây, nhất là cái kênh này, nó luôn luôn ba mọi thứ rồi vừa sao vừa cách đây cỡ 4-5 ngày thì cá nó chết đầy hồ luôn, vớt lên rồi để con thú luôn. Nhưng đến khi mà dính có người có trách nhiệm mà đến đây xử lý nhưng mà bây giờ vẫn còn hôi, nên tôi đề nghị cũng như có cấp có trách nhiệm mà con cây này cố gắng giúp cho dân ở đây được cho tránh được cái môi trường. Đáng lưu ý là tại khu vực ngã tư đường Hòa Phú 7 và Thanh Nghị, giáp ranh giữa hai phường Hòa Minh và Hòa Khánh, đoạn kênh này còn rất ô nhiễm, nước đen và bốc mùi nồng nặc. Rất nhiều rác thải, thậm chí trong ba cửa cống, có hai cửa đã bị che chắn bởi các bao cát, làm cản dòng chảy, khiến nước tù động. Theo người dân nơi đây, tình trạng ô nhiễm tại đoạn kênh này đã tồn tại từ lâu, nay cộng thêm cá chết, càng gây ô nhiễm. Mặc dù đã được đơn vị chức năng rác vôi khử trùng, nhưng hiện tại vẫn còn rác hôi. Vừa rồi là cá nó chết không thể tả nổi luôn. Mà bây giờ là vớt rồi, mà vẫn còn mùi hôi thối, với lại là nó không có được là nó trọn vẹn con người dân. Cho nên là kiến nghị cấp trên làm sao mà để xử lý cho người dân được nó triệt để, nó không có tình trạng như đi. Giống như là trời nắng là hôi thối, trời mưa là nước ngập cá chết, đường là mưa to không rút được, ngập tràn vô nhà, không thể tránh khỏi về lần nước. Rồi thứ hai nữa là cái con kênh này là nó quá là ô nhiễm luôn, không thể chấp nhận được. Cũng theo người dân, đây cũng là khu vực thường xuyên xảy ra ngập cục bộ khi mưa to, nên bao nhiêu chất thải bẩn thỉu từ kênh cống dâng lên tràn vào nhà. Trong khi đó, hệ thống cửa thu nước trên mặt đường xuống cống lại không đảm bảo, khiến người dân rất bức xúc. Cái khu vực này là thứ nhất là cái đường thoát nước so với con kênh nó lệch nhau 4-5 mét lận. Nó không hề có gì nữa. Nhưng mà từ khi mà cái công trình mà xử lý thu gom nước thải khép kín là họ khai thác là có đào đi qua cái đường. Thì làm thì hiện tại thì tôi cũng không biết công trình là bàn giao hay chưa bàn giao thì không biết. Nhưng khi làm xong thì họ đặt lại hai cái ống là bằng ống nhựa. Tức là hai ống nhựa nhỏ xíu như cái nước thải sinh hoạt của gia đình đó. Và hiện tại từ đó đến giờ này cũng đã thời gian cũng hơn 2 năm trôi qua rồi đó. Cái ngã ba này mưa một trổ mưa nhỏ thôi là nó đã ứ bao nhiêu đất cát. Được biết, việc quản lý các kênh hồ mương cống cửa thu nước đã được Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân các quận huyện thực hiện theo phân cấp. Thực tế này cho thấy, việc quản lý cũng như triển khai xử lý các sự cố và khắc phục ô nhiễm môi trường chưa được kịp thời, đòi hỏi các đơn vị cần chủ động, phối hợp chặt chẽ và thực hiện hiệu quả hơn.